Mến chào khán giả, đây là Mạnh có mặt tại Sông Tiền. Những chiếc xà lan chạy về Cà Gạo và về Long An rất nhiều. Mạnh quay cho khán giả xem nha. Vào buổi trưa hôm nay, Mạnh mến chúc khán giả được vui vẻ và hạnh phúc với gia đình và người thân yêu nha. Đây là một chiếc ghe sắt nè. Và chiếc ghe sắt chạy về Rạch Chồng Chị Hôn. Và buổi trưa hôm nay trên dòng sông có những nhánh lục bình xanh biếc, rất là nhiều lục bình luôn. Xà lan chạy giữa đám lục bình rất đẹp luôn các bạn. Xà lan hầm này của Tiền Giang đang chở hàng khô nè. Ở đây là có một chiếc xà lan chạy kéo đang chạy ở Sông Tiền chạy về Rạch Chồng Chị Hôn nè các bạn. Và một chiếc đây là chiếc thuyền nhỏ mình lấy ra kiểu là tàu du lịch, khách du lịch chạy qua bên Cồn Thế Sơn và Cồn Phụng và đi Yến Mẹ Nam Hải. Đây là thường thường những chiếc này là chở khách du lịch qua Mẹ Nam Hải ở Sơn Đông các bạn. Tiền rộng lớn mênh mông, chiếc này chạy xuống. Đây là có một chiếc xà lan chạy cát nha, mặn nước 3 mét và chạy rất là lẹ luôn. Và đối diện cũng là một chiếc xà lan cát luôn, mặn nước cũng 3 mét luôn. Hai chiếc xà lan tương đương với nhau luôn các bạn, của Long An. Và chiếc xà lan chở cát này chạy vèo lên sông Mekong các bạn. Là Rạch Chồng Chị Hôn chạy lên dòng sông Tiền. Dòng sông Tiền này là ở phía cái tên gọi Tiền Giang ở miền Tây các bạn. Và có những chiếc tàu đầu ủi, tàu đầu kéo neo đậu giữa hai đầu nguồn nước. Khi nước lớn thì những chiếc tàu đầu ủi và xà lan này chạy giao hàng giao nhau trên tuyến đường Rạch Chồng Chị Hôn và về kênh Chợ Gạo bỏ hàng đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ các bạn. Đậu rất là nhiều luôn nè. Ở phía xa xa có một chiếc tàu đánh cá.
Và đây là có một chiếc tàu đánh cá chạy về hướng sông Tiền và hướng sông Dầm Cỏ nè. Máy kêu rất là lớn luôn các bạn, ở em quay đứng đây xa xa mà máy kêu cũng nghe nữa nè. Máy kêu đánh cá này máy kêu rất lớn luôn các bạn. Xà lan chở hàng thua này của Cần Thơ các bạn đang chạy về đập Dầm Chị Hôn và về kênh Chợ Gạo này. Đây là có một chiếc ghe cá hàng rong trên sông nước mà chạy xoáy nước rất là đẹp luôn các bạn. Cái này đang chạy về sông Tiền nha. Trên sông nước miền Tây em có những chiếc ghe bán hàng rong này rất là tiện lợi cho những chiếc xà lan luôn sống trên sông nước luôn. Wow, chạy xoáy nước luôn các bạn. Và chiếc xà lan hầm này của Đồng Tháp là các bạn đang chạy về kênh Chợ Gạo này. Và em quay đây là đứng ngay ngã ba của dòng sông Tiền về Đập Dầm Chị Hôn nha. Và chiếc xà lan hầm này là của Đồng Tháp. Phía ngoài sau chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu xiu rất là đẹp luôn. Đây là có một chiếc xà lan cát chở cát thô này các bạn của Long An nha, đang chạy về hướng Long An luôn. Ở đây là chạy từ hướng sông Tiền rộng lớn mênh mông luôn, chạy về Rạch Dầm Chị Hôn. Chiếc xà lan này của Long An này lấy cát rồi đang chạy về luôn các bạn. Dung lên luôn các bạn. Ở đây có chiếc ghe chạy tốc độ luôn nha, xoáy nước luôn. Và chiếc ghe chạy xoáy nước rất là mạnh luôn, chạy về sông Tiền nè các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem video của Hạnh Miền Tây. Và Hạnh Miền Tây rất là chân thành cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh của Hạnh Miền Tây trong thời gian qua. Em rất là cảm ơn và chào tạm biệt và hẹn lại những video tiếp theo.